tôi cũng đã báo cho bên an ninh mạng. Cả trăm tin nhắn nhắn vào điện thoại của anh yêu cầu anh phải chuyển tiền cho họ. Và đây là một vụ án rất là lớn về tống tiền ha các bạn. Tao yêu cầu mày chuyển ngay cho tao 200 triệu vào tài khoản vân vân, chủ tài khoản vân vân, ngân hàng vân vân. Đó. Và tin nhắn ở đây, tao yêu cầu mày chuyển ngay cho tao 200 triệu đồng. Nếu trong vòng 24 giờ mà tao không nhận được tiền thì tao đã tìm ra bằng chứng truy cập web của mày, vân vân. Tao đã tìm ra bằng chứng truy cập web của em. Coi giùm anh mấy cái tin nhắn đó tống tiền, user nào nhắn em, lấy mail và IP của anh nộp cho công an luôn. Nhắn tin anh ơi, nói thằng xài web của em nhắn tin tống tiền mà ghi số điện thoại anh. Coi giùm anh user nào vậy, chắc em đóng con đó vào. Thua là sao? Không công an đụng em có sao không anh? Là marketing mà, nó sao spam ghi lại của anh. Do nó dùng làm bậy, anh cho em số điện thoại nào. Và tiếp theo nó spam ghi lại của anh. Do đó dùng làm bậy, anh cho em số điện thoại nào. Nó đổ tội cho anh đó. Anh lấy IP các thứ ra cho. Anh cho em xin số điện thoại của anh nữa. Đại khái là còn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Ở đây mình show ra nè các bạn. Đó, đây là một số bằng chứng mà Nhâm Hoàng Khang đã đưa ra ha các bạn. Những người mà họ cũng giỏi đó các bạn ơi. Bây giờ họ tự nhận là Nhâm Hoàng Khang để nhắn tin tống tiền. Bây giờ Nhâm Hoàng Khang chính thức đã tìm ra những người mà đã giả mạo anh để nhắn cho và nghệ sĩ Đức Hải. Vụ này hết sức là căng thẳng các bạn ơi. Nhâm Hoàng Khang tung hàng loạt tin nhắn trao đổi với bên ngành dịch vụ SMS, khẳng định rằng có người giả mạo danh anh và số tiền điện thoại cá nhân để tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. Đây là một số bằng chứng tiếp theo rồi các bạn ạ. Mình không thể đọc hết đâu các bạn. Tuy nhiên là những cái tin nhắn này chủ yếu xoay quanh vấn đề là tống tiền. Đó, giả mạo Nhâm Hoàng Khang để tống tiền các bạn. Đây là mình show ra một số tin nhắn có các bạn nè. Và những tin nhắn này, nếu trong vòng 24 giờ mà tao không nhận được tiền thì vân vân. Đó, tao yêu cầu mày chuyển ngay cho tao 200 triệu. Đó, tao đã tìm ra bằng chứng truy cập web của mày. Nói chung là họ đã đưa ra một số hàng loạt các bạn ơi, hết sức là căng thẳng. Những ngày qua, nghệ sĩ Đức Hải khẳng định bị spam tin nhắn tống tiền sau vụ lùm xùm phát ngôn thô tục đó các bạn. Và đây là một số hàng loạt mà Nhâm Hoàng Khang đã đưa ra ha các bạn. Cầu IT còn đưa ra một bản danh sách thông tin của kẻ mua dịch vụ SMS giả mạo anh để gửi đến số điện thoại được cho là của nghệ sĩ Đức Hải. Ai ngờ số điện thoại ở trong danh sách lại trùng khớp với số điện thoại của Đức Hải. Như vậy là có những người cũng giỏi như Nhâm Hoàng Khang vậy đó, giả mạo Nhâm Hoàng Khang chính thức. Nhưng đây là cái câu chuyện người trong cuộc có thể là chưa biết rõ như thế nào. Chắc có thể là công an vào cuộc để tìm ra sự thật các bạn ơi. Vụ này không đơn giản các bạn. Liên quan tới những người mà tống tiền người khác thì các bạn biết là vi phạm pháp luật rồi. Đây là danh sách ca sĩ, nghệ sĩ ha các bạn. Đây mình lướt sơ sơ qua, có cả tên và nghề nghiệp nè các bạn. Người mẫu ca sĩ không mà điện thoại. Nhưng mà số điện thoại đây đã được che rồi. Ở đây có một cái đặc biệt, Đức Hải diễn viên, số điện thoại này nè các bạn. Như vậy thì trong danh sách này đã tìm ra nghệ sĩ Đức Hải có cái số điện thoại nằm ở trong danh sách nghệ sĩ diễn viên này ha các bạn, trùng khớp với số điện thoại của anh Đức Hải trong danh sách mà Nhâm Hoàng Khang có được. Đây là tài khoản đã nộp tiền vào web của thằng em mình thuê dịch vụ nhắn tin SMS. Coi thường anh hả em, anh ngồi nhà mà quan hệ xã hội anh rộng lắm nha. Mọi người yêu quý em thì share giùm em nha. Đó là cách động viên tinh thần. Nói chung là đây là một cái số mà tin nhắn mà họ nhắn qua lại để giả mạo các bạn ơi. Làm cái điều này họ không sợ. Và có số tài khoản đã tìm ra người chuyển khoản mua dịch vụ SMS là Ngọc168 gì đó các bạn. Và có những cái chứng từ này luôn ha các bạn. Đây là một số chứng từ mà Nhâm Hoàng Khang đã đưa ra. Bằng chứng mà cầu IT đã đưa để chứng minh tài khoản này mua dịch vụ SMS để giả mạo Nhâm Hoàng Khang nhằm tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. User Ngọc168 này được cho là người mua dịch vụ của tin nhắn kia.
ghê gớm đó các bạn ơi. Bây giờ trong xã hội này, thời đại công nghệ 4.0 này, họ lừa đảo quá tinh vi các bạn ơi, không thể nào tin được. Cho nên thường thường ở ngân hàng đó các bạn hay nhắn tin cho mọi người là hãy cảnh giác cái số tài khoản của mình và đồng thời không cho bất kỳ ai. Nhưng mà những người mà họ giỏi trong IT hoặc là họ làm trong những chuyên hacker thì họ đi tìm, họ có thể là giả mạo để rút tiền, giả mạo tin nhắn vân vân, đủ trò hết trơn các bạn ơi. Trước đó khi chia sẻ với truyền thông về chuyện bị tống tiền thì nghệ sĩ Đức Hải cho biết quyết định sẽ nhờ công an vào cuộc. Tôi bị dội bom tin nhắn, 88 tin nhắn khủng bố tôi và đòi 200 triệu đồng. Tôi cho rằng một số đối tượng giỏi về IT đã thừa nhận vụ này, nhảy vào làm tiền tôi. Về phía công an cho biết họ sẽ sớm có thông báo kết quả điều tra. Đây là một cái trường hợp vô cùng đặc biệt các bạn ơi. Thì các bạn cũng biết trước đây anh Nhâm Hoàng Khang với chị Hồng Vân đó các bạn, có những lúc chat mà anh Nhâm Hoàng Khang cũng lôi ra được một cái số tin nhắn cá nhân riêng tư ha các bạn. Hầu như những người IT mà giỏi đó, họ đã tìm được một số đoạn chat của những người mà có thể chat qua lại và có thể nói họ giống như là một hacker đó các bạn. Họ xâm nhập vào, đôi khi họ nhắn tin giả mạo người này người kia đó để tìm ra sự thật hay là lợi dụng cái việc gì đó thì không biết. Tuy nhiên họ rất là giỏi nha các bạn. Hiện tại thì Nhâm Hoàng Khang là một team của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và hiện tại thì anh Nhâm Hoàng Khang cũng vướng vào cái rắc rối lùm xùm cho rằng là anh Nhâm Hoàng Khang tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. Thì ra anh Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra cái người giả mạo anh mua dịch vụ SMS và giả mạo chính bản thân Nhâm Hoàng Khang để tống tiền nghệ sĩ Đức Hải. Việc này không dừng ở lại đây các bạn ơi, việc này không phải là còn nhỏ nữa đâu mà việc quá lớn rồi đó. Thì công an sẽ vào cuộc, báo chí sẽ phanh phui thôi các bạn. Các bạn thấy không, trong cái thời gian qua doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã bóc phốt một số nghệ sĩ có tên tuổi và đồng thời họ rất là nổi tiếng, thì kéo theo đó là hàng loạt những cái việc làm xấu ác khác nữa các bạn. Nào là giả giấy tờ mượn 5 tỷ đồng của là nghệ sĩ Hoài Linh nè, rồi giả mạo nghệ sĩ Đức Hải nè, rồi một số nghệ sĩ khác. Và bên cạnh đó cũng có một số nghệ sĩ cũng không có ai hacker, cũng không có ai giả mạo, nhưng họ tự bản thân họ làm, rồi sau đó họ lại lên mạng họ xin lỗi, họ nói rằng là bị hacker này nọ kia vân vân. Và có những người giả, có những người thật, thực sự ra họ không thể nào mà lường trước được những cái hậu quả khi họ ghi status trên cộng đồng mạng. Thì chỉ cần một giây thôi, người khác sẽ phát hiện cái điều mà mình sẽ làm cái gì trên mạng các bạn. Vì ở đây là mạng xã hội Facebook, YouTube là mạng xã hội, cho nên chúng ta không thể giấu giếm được. Hoặc chúng ta có thể đăng rồi mà nói, ồ, mình sẽ gỡ xuống liền. Nhưng ở đó có người đã nhìn thấy và rất nhiều người đã chụp lại màn hình của mình. Cho nên các bạn, nếu có chơi Facebook hoặc là YouTube thì các bạn phải cẩn thận những gì mình viết ở trên đó và đồng thời mình chia sẻ video thì mình phải vô cùng cẩn thận để không thôi là có cái họa vào thân mình ha các bạn. Thôi thì mình xin phép dừng video ở đây. Một lần nữa mong tất cả quý vị khán giả ủng hộ kênh Phương Văn Official để luôn cập nhật những tin tức mới các bạn ơi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.